Xin chào tất cả các bà con. Thì ngày hôm nay cũng là mùng 12 rồi mọi người, còn mùng là còn Tết ha. Hôm nay thì công ty Xenon Solar cũng có một cái dịp livestream đầu năm để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn sản phẩm nè. Mọi người biết tại sao mà livestream nó cận kề tới nay mới báo không? Tại bây giờ thì bên công ty em đang chuẩn bị dọn qua kho mới nha mọi người. Tại vì kho cũ hết hợp đồng rồi nên là đang qua kho mới. Nhưng mà khi mà sắp xếp xong tất cả các sản phẩm thì hiện tại nó còn dư ra quá nhiều luôn và không còn chỗ để chất nữa mọi người ơi. Cho nên là cũng sẽ livestream một đợt nữa, cũng sẽ có một cái mức giá rất là tốt dành cho khách hàng nào chưa săn được ở trước Tết thì mình có thể là cân nhắc trong cái đợt này. Và chương trình livestream sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 2 năm 2024, tức là ngày mai đó mọi người. Nên là ngày hôm nay em thông báo hơi trễ xíu, thì nếu như mà mọi người có xem được cái video này thì nhớ bật chuông thông báo nha, để mình không bỏ lỡ cái phiên livestream của em nha. Tại vì giá trên livestream là cam kết là nó cực kỳ rẻ luôn, rẻ hơn so với mọi người mua niêm yết rất là nhiều, nên là mọi người đừng bỏ lỡ cái video livestream vào ngày mai của em nha, chắc chắn là sẽ sale lớn luôn. À, bên em có đèn điện nữa nha, cho nên là nếu như mà anh chị em nào có muốn mua đèn điện giá rẻ thì mọi người cũng có thể là đón xem livestream vào lúc 9 giờ sáng ngày mai 22 tháng 2 mọi người ha. Ngày rất là đẹp cho nên là chắc chắn là phải có một chương trình gì đó hot rồi, nên là nếu mọi người có đang quan tâm thì nhớ bật bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để có thể là không bỏ lỡ cái video livestream của em nha. Cảm ơn mọi người theo dõi video này và chúc cho mọi người sẽ có một cái năm mới thành công, phát đạt, tấn tài, tấn lộc và tấn bình an luôn nha. Và hy vọng là ở trong năm mới này thì mọi người sẽ luôn tiếp tục và ủng hộ những cái sản phẩm của công ty Xenon Solar nữa. Và chúc cho mọi người sẽ có một cái năm mới thiệt là thành công và thuận lợi. Bên cạnh đó là nhớ đến coi livestream của em vào ngày 22 tháng 2 2024 nha, 9 giờ sáng nha mọi người. Bây giờ thì ai chưa đăng ký kênh thì mọi người bấm vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo liền nha.